Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái cữ khoan thẳng như thế này nhé. Đây, các bác có thể thay đổi các kích thước để theo cái chiều dày của phối gỗ các bác. Khi các bác khoan thẳng, đây, các bác có thể thay đổi các kích thước khác nhau như thế này nhé. Đây, nếu mà phối gỗ của bác mỏng thì các bác có thể lắp hai cái con lăn hai đầu như thế này. Đây, các bác có thể lắp con lăn như thế này vào đây. Rồi, em sẽ miêu tả cách dùng của nó luôn. Đây. Đây, các bác lăn trên cái mặt phẳng gỗ của các bác này, nó sẽ cái tâm khoan thẳng của nó sẽ luôn vào ở chính giữa cái mặt phẳng gỗ của các bác. Đây, các bác có thể di chuyển này. Đấy, di chuyển lại. Đấy. Để các bác khoan đúng thẳng vào đây thì nó sẽ luôn vào tâm gỗ. Đấy, nếu mà các bác phôi gỗ các bác lớn hơn thì các bác có thể điều chỉnh cái này ra phía xa hơn. Đấy, nếu mà phôi gỗ của các bác dày hơn đấy, thì các bác có thể điều chỉnh hai cái con lăn này xa ra phía ngoài. Đấy, sẽ như thế này, các bác khoan thẳng vào đây. Và cái kích thước này thì của đường kính mũi khoan thì các bác có thể thay đổi khác nhau. Đấy, nó sẽ có cái đường kính mũi khoan khác nhau để các bác khoan chốt gỗ. Đây, cái này nó rơi tầm khoảng mũi 5 này. Cái này nó sẽ là tầm mũi 10, cái này nó sẽ tầm mũi 8 này. Đấy, để các bác sử dụng. Đấy. Và cái cữ này mức giá chỉ có 296.000 đồng thôi. Rất là tiện để cho các bác khoan thẳng.